Bà là idol, nói không sai đâu. Cả một ý nghĩa được gói gọn trong hai câu. Mãi là thần tượng của đời con trong mai sau. Bà luôn tâm lý, ngoài bà ra thì còn ai đâu. Bà đâu có mang cực khổ, chỉ tại là con không thấy chiếc máy may đôi chân đạp, đôi mắt kém nuôi con lớn chừng này. Bà để dành từng ngày số tiền bà kiếm ra được. Trước khi bà ăn sung mặc sướng, bà sẽ lo con trước. Tay bà nhăn nheo xấu xí mà đó thì có là chi, khi tất cả cũng vì đứa cháu xinh xắn. Bà đâu ngại già đi, ngược ngạo nhất là khi cháu nó hư và lì. Dù cho cháu nó không thương bà thì cũng chẳng nói lời chi. Tay thì xỏ kim, đôi chân cứ đạp mãi, nhịp nhàng một cách chậm rãi. Trong đêm tối ai cũng ngủ có tiếng ho thật nhiều. Vào lúc đó trong lòng con đã nhận ra một điều. Bà là idol, nói không sai đâu. Cả một ý nghĩa được gói gọn trong hai câu. Mãi là thần tượng của đời con trong mai sau. Bà luôn tâm lý, ngoài bà ra thì còn ai đâu. Bà là idol, nói không sai đâu. Cả một ý nghĩa được gói gọn trong hai câu. Mãi là thần tượng của đời con trong mai sau. Bà luôn tâm lý, ngoài bà ra thì còn ai đâu. Bà là idol, bà là idol, bà là idol, yeah. Bà là idol, bà là idol, bà là idol, yeah.